Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn bạn cách tìm kiếm tài liệu trên công cụ tìm kiếm là Semantic Scholar. Đây là một bộ công cụ tìm kiếm rất là tuyệt vời vì nó sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp chúng ta tìm thấy được các bài báo chất lượng liên quan đến chủ đề mà chúng ta mong muốn. Nào bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu. Tôi là Tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây, rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào Google. Bây giờ chúng ta sẽ đánh chữ Semantic scola và enter đấy thì chúng ta sẽ thấy cái đường link đến cái trang web là Simatic Scola ngay đầu tiên và chúng ta sẽ click vào đó. Đấy lúc này thì chúng ta đã vào được trang web và chúng ta nhìn thấy có cái thanh tìm kiếm ở đây. Thì trong cái thanh tìm kiếm này chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây này. Họ nói rằng là họ có cái cơ sở dữ liệu của 191 triệu các bài báo từ các cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học khác nhau. Đấy thì chúng ta thấy là đây là một cái cơ sở dữ liệu rất là lớn và họ thường thì ở đây thì theo như là giới thiệu của họ thì họ đã lựa chọn các cái bài báo từ các cái tạp chí rất là uy tín để đưa vào trong cơ sở dữ liệu này và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái bộ công cụ tìm kiếm này để tìm kiếm đến các cái bài báo mà có chất lượng Ở đây đối với lại cái khung tìm kiếm này thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm theo tên của tác giả hoặc là chúng ta tìm kiếm theo tên của từ khóa Thì chúng ta giả, giả sử như là bây giờ tôi sẽ tìm kiếm các bài báo của tôi, tôi sẽ đánh chữ Vũ Duy Kiên Đấy thì khi đánh xong chữ Vũ Kiên thì nó sẽ hiện ra ở phía dưới này này Nó có cái tên tác giả tương ứng với lại cái um, tìm kiếm này của tôi Tôi có thể kích vào đây để đến được cái phần tìm kiếm hoặc là tôi có thể kích vào chữ search này thì nó sẽ tìm kiếm một cách rộng hơn. Tôi kích vào đây nhá. Đấy. Thì nó sẽ ra các cái bài báo mà nó đã tìm kiếm thấy ở phía dưới này, đấy. Và nó cũng đưa ra các cái gợi ý của các cái tác giả, các tác giả mà tương ứng với lại cái phần tìm kiếm này. Thì chúng ta nhìn thấy ở phía trên này này thì dường như là những bài báo của tôi nó đã gom lại thành một cái nhóm đối với lại cái tên của các tác giả như này Ngoài ra thì nó còn có cái phần trình bày khác nữa Thì tuy nhiên là tôi cho rằng là đây là những cái phần bài báo mà nó tập trung nhất của tôi Thì tôi kích vào đây Còn các cái phần ở phía dưới này này thì nó có thể là có tên của các tác giả khác Họ có cùng cái cái tên với tôi chẳng hạn Thì nó họ cũng nó cũng tìm thấy ở phía dưới này Thì chúng ta sẽ kích vào đây nhé Đấy kích vào đây Thì ở đây thì nó sẽ là cư trú toàn hầu hết các cái bài báo mà tôi đã từng xuất bản thì chúng ta nhìn thấy ở phía này là tên của các bài báo này và phía bên cạnh này này thì là thông tin về cái tác giả này thì họ đã đưa ra đây và thông thông tin của các tác giả đã cùng xuất bản cùng với cái tác giả này đấy ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các cái bộ lọc ở phía bên cạnh này này chúng ta có thể lọc theo tên của các cái co author tức là các cái đồng tác giả này hoặc là chúng ta có thể lọc đối với lại các bài báo mà có cái bài miễn phí tức là có cái phần mà PDF miễn phí đấy đấy thì chúng ta có thể kích vào đây để lựa chọn các bài báo này thì trong này có một số bài báo thì là miễn phí còn một số bài báo thì không miễn phí nhưng bài báo miễn phí thì sẽ có cái file PDF ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các cái bộ lọc khác thì chúng ta kích vào đây giả sử bây giờ tôi vào một cái bài báo nhé tôi kích vào đây thì chúng ta sẽ có thông tin cụ thể hơn về bài báo này Bài báo này đã được trích dẫn là 41 lần đấy và các cái thông tin khác nữa để chúng ta có thể mở rộng ra để chúng ta đọc. Thế đây là cái phần abstract này, đây các phần bảng biểu của nó này. Đấy và khi mà chúng ta muốn đến được cái được cái trang web của cái tạp chí mà xuất bản bài báo này thì chúng ta click vào đây, đấy, click vào đây để đến được cái cái bài báo gốc này và từ bài báo gốc này thì chúng ta mới có thể tải được cái file PDF xuống. Ở phía dưới này này là tên của các cái bài báo mà đã trích dẫn từ cái bài báo của tôi. Đấy, và ở phía dưới này này là các cái reference tức là các cái bài báo mà tôi đã trích dẫn đấy thì chúng ta cũng thấy là cái thông tin nó rất là đa dạng và rất là rõ ràng và ở phía dưới này nữa là các bài báo mà họ cho rằng là có liên quan đến cái bài báo này đấy thì chúng ta có thể click vào đây để chúng ta đến với các bài báo đó đấy đấy là một cách để chúng ta tìm kiếm đây là chúng ta tìm kiếm theo tên tác giả bây giờ chúng ta sẽ vẫn cái ô tìm kiếm đây chúng ta có thể thay đổi đi để chúng ta tìm theo cách khác và sử như tụi chúng ta muốn tìm kiếm về bệnh uh, suy tim đi chẳng hạn ví dụ như là hát suy tim là hát failure chẳng hạn đấy là khi mà chúng ta đánh vào rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy phía dưới này này nó sẽ đưa ra các một số các khuyến nghị tới một số các bài báo các bài báo này thì đều là những cái bài báo có chất lượng rất là tốt giả sự như là nếu chúng ta kích vào đây thì chắc là cái bài báo này là một cái bài báo nó đưa cho chúng ta các cái khái niệm về à, suy tim chẳng hạn còn đây là những bài báo mà liên quan cụ thể hơn đến một cái vấn đề nào đó giả sử như chúng ta kích vào đây nhé đấy bài báo này là của ông Hông này năm 2004 nghìn này chúng kích vào đây đấy thì chúng ta có thể đến được cái bài báo này đấy chúng ta thấy không bài báo này là một bài báo cũng rất là uy tín bởi vì nó đã được trích dẫn tới gần một lần đấy và cái hệ số ảnh hưởng của nó cũng rất, rất là cao đấy tới 32 này đấy và chúng ta nhìn thấy ở phía dưới này nó có các hình vẽ này rồi thì các cái chủ đề này và cái bài báo này nó được được trích dẫn bởi các bài bài báo nào này đấy và các cái tài liệu tham khảo của bài báo này đấy và với dưới này là các cái bài báo liên quan đấy rất là tiện đúng không bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm một cái chủ đề khác là sự như chúng ta muốn tìm kiếm một cái chủ đề về gây mê đi chẳng hạn đấy thì khi, khi chúng ta đưa cái từ gây mê này vào thì nó sẽ liên quan đến các cái bài báo khác và từ các bài báo khác này thì chúng ta từ cái gợi ý này thì chúng ta có thể click vào để chúng ta tìm đến các cái bài báo tương ứng. Giả sử như tôi muốn tìm kiếm đến bài báo này liên quan đến gây mê này, liên quan đến kỹ thuật và về à, mổ này đấy, về phẫu thuật ấy. đấy. tôi click vào, đấy thì nó sẽ đến cái bài báo này đấy. Và khi mà chúng ta nhìn xuống dưới này thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy là đây là cái bài báo này, rồi thì các cái bài báo liên quan trích dẫn đến bài báo này đấy. Nhìn chung là rất là đơn giản và rất là hữu ích. Và hy vọng là bạn đã có khái niệm và bạn đã có tư duy để sử dụng cái công cụ tìm kiếm này một cách có hiệu quả nhất cho cái việc nghiên cứu của bạn. Bây giờ tôi sẽ dừng cái video này lại đây và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo của tôi. Nếu bạn có câu hỏi gì thì có thể để lại ở trong phần comment phía dưới. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi